đổ 15 kg đá xuống vào đây này. Rồi đổ 5 lít nước nữa, 5 lít nước. Rồi xong rồi đảo lên, tắt, à quên. Rồi đảo đều lên. Đảo đều lên rồi đổ tiếp. Đổ tiếp 5 kg đá, đá, rồi đổ tiếp 3 cái muối lên trên mặt đây. Ấm luôn nữa. Rồi ra không khuấy. Cái này mới ở trên mặt này thôi. Rồi để sàng cái sàng lỗ lên. Giờ hai đang rửa bát luôn nè. Đặt sàng lỗ lên đúng không này. Anh làm không? Rồi thôi bỏ vào. Không cho ra là chi nào? Không cho ra là chi nào? Chắc là phải bỏ. Vâng, xin giới thiệu mình là Nghi Vlog. Khi rót hết kem các ống vào cắm vào đây xong rồi đậy nắp lại khoảng 5 phút sau nha. 5 phút sau mới cắm luôn đấy. 5 phút sau mới cắm. Rồi sau 5 phút rồi là lấy que để cắm vào này, nhưng mà cái nước ở trong thùng á nó đầy lên đến gần cái miệng này này, là phải xả nước đi. Xả bớt nước đi để cho nó không có nước muối nó vào kem nha. Xả bớt đi. Để lâu quá. Giờ cắm que xong này là đậy vung lại khoảng 30 phút sau rồi mới được nhá. Không mà để ý là nước này, nước để ý là nó có thể trên cái này nhưng mà nó ở dưới cái ống này nhá, không có là nó nước nó tràn vào ống đấy. Kem được 30 phút rồi nha. Bây giờ coi kem nó đã được chưa nào? Dính kem vào nước. Coi cái kem này nó khô mặt, mặt nó khô thì mới được nha. Mặt nó khô mặt thì mới được. Còn nếu mà kem nó còn ướt thì phải thêm nha. Thêm 15 phút nữa. Khô. Rút kem ra rồi bỏ vào trong đĩa này rút nhanh nha.